Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Xe Điện Motor Điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3, 4 bánh, xe xăng và xe điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái phiên bản mới, loại khác đi của cái hệ thống cầu phanh dầu. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn đến một cái phiên bản khác của cái xe 4 bánh máy xăng. Sử dụng động cơ xe máy. Ở một cái video trước ấy, thì bên mình đã có giới thiệu cho các bạn một cái bộ 9.200.000 đồng, đấy là bộ cầu thẳng và sử dụng nhíp. Thì nhân tiện có khách đặt hàng một cái bộ mới này thì sử dụng cái hệ thống nó treo nó êm ái hơn, thì bên mình xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ phụ tùng như hình, hệ thống treo đằng sau và hệ thống treo đằng trước. Thì ưu điểm của cái hệ thống treo thì như các bạn cũng biết rồi đấy, thì về cái độ êm thì nó êm hơn rất nhiều so với sử dụng nhíp, và kết cấu khung sườn thì có thể làm nó dễ dàng hơn so với dùng nhíp. Dùng nhíp thì nó làm dễ theo cái nghĩa khác, nó dễ theo cái nghĩa khác nhưng gầm nó sẽ cao và nó không được đẹp, còn thằng này thì có thể làm gầm võng được, thì sẽ gầm nó sẽ thấp, nó dễ làm thôi, cũng không khó. Cái bộ này thì nó cũng không có đắt hơn nhiều so với cái bộ kia nhiều. Bộ này thì với cái giá bán là 11.200.000 đồng thì rất là phù hợp cho các bạn là dựng xe. Các bạn có thể mua thêm một cái xe máy cũ hoặc là cái động cơ cũ nó rơi vào khoảng 1.000.000, 1.500.000 gì đó, hoặc là mua một cái động cơ mới nó khoảng 3.400.000 là các bạn có thể làm được rồi. Đấy, giá cũng khá là ok rồi. Tính ra thì cái bộ này nó cũng chưa bằng một con xe đạp điện loại trung bình đâu. Đấy, chứ chưa nói gì đến đắt, mà hàm lượng cơ khí thì nó rất là cao, rất là nhiều trên cái phần này. Đấy, thì các bạn về nhà làm xe thì chắc mất khoảng hơn 1.000.000 tiền sắt nữa là xong cái xe máy xăng thôi. Cái bộ này thì vẫn sử dụng cái cầu là 90, với mong muốn là làm nên một cái xe có chiều rộng là 1 mét và chiều dài khoảng hơn 2 mét đến 2 mét 4. Còn tất nhiên thì các bạn có nhu cầu làm rộng hơn như cầu 97 hay là 1 mét 07 hay là 1 mét 1, 1 mét gì đấy, thì các bạn cứ comment ở dưới hoặc các bạn đặt hàng các bạn lưu ý giá thì nó cũng không có sự chênh lệch lớn lắm. Bộ này thì sử dụng cầu đằng sau phanh cơ và cầu đằng trước là treo không phanh. Còn các bạn có nhu cầu khác hơn như phanh dầu thì bên mình vẫn có cầu sau phanh dầu, cầu trước phanh dầu, hệ thống treo độc lập hay là hệ thống treo gì cũng có. Và cái đường kính bánh này thì là mình vẫn trang bị cái bánh này vẫn là bánh 400-12 và có đường kính 46 cm, bản rộng là 10 cm, sức tải là 280 kg một bánh. Một bánh các bạn nhé. Một bộ chân ga vô lăng thì loại dày và là to hơn so với cái bộ 9.200.000. Ở đây mình không đưa ra nhiều loại bánh, không có nghĩa là bên mình không có nhé. Bên mình vẫn có các cái dòng như 450-10 này, hay là 135-90-10 này, hay là 125-70R12 này, hay là 145-70R12 này. Nó rất là nhiều và phong phú. Mình cảm thấy bộ này nó hợp với cái khung này thì mình chọn lên đây để mình review, và cũng là bộ của khách hàng đặt thì mình gửi lên cho các bạn. Chân phanh và tay phanh đầy đủ. Đấy, hơn bộ 9.200.000 có cả tay phanh luôn. Số lùi thì các bạn có thể chọn số lùi cho máy 110 hay là 125. Thì quan trọng nhất là cái lỗ cốt của nó thôi. Cái lỗ cốt của máy thì các bạn chọn lỗ cốt 17 hay là 19 thì tùy. Đấy. Thì đây là cái số 110. Đây, còn cái hệ thống giảm treo của nó thì vẫn bình thường như này thôi. Vẫn hai lò xo giảm sóc, hai đòn giảm sóc, hai cái chống giật và phụ kiện của nó đi theo. Thì cái giảm sóc này nó làm giảm sóc này là phi 12
và nó có đường kính lớn, cho nên là cái giảm sóc này nó vừa mang tính chất là giảm sóc và vừa mang tính chất để ổn định khung khi các bạn vào cua ngang đấy, thì xe nó có xu hướng văng đi thì cái giảm sóc này nó sẽ có xu hướng líu lại đấy. Thì nó có hai tác dụng chứ không phải là chỉ một tác dụng thôi. Đây vô lăng này rất là dày, vô lăng loại này là vô lăng có đường kính là 37 cm, còn đây là bộ chân ga này đấy, chân ga xăng đấy. Đây là hệ thống lái thước đơn. Thì đối với cái bộ Gắng A thì chỉ sử dụng được hệ thống lái thước đơn hai đầu thôi, bởi vì là nó không thể sử dụng được cái loại thước một đầu. Còn đây là bộ Càng A này, hệ thống Càng A đây, thì hệ thống Càng A này thì vẫn sử dụng đôi giảm sóc thần thánh là loại xịn này, loại hai lò xo này đấy, rất là xịn luôn. Thì cũng không quan trọng lắm, nếu như các bạn làm nhẹ thì các bạn có thể thay loại mềm hơn. Chân phanh tay phanh này, có cả đũa phanh và phụ kiện là có hết các bạn nhé. Về cơ bản cái bộ này nó cũng không khác gì cái bộ kia lắm, không khác gì cái bộ 9.2 mình đã đăng lên lắm. Nó chỉ cải thiện một chút ở cái vấn đề giảm sóc thôi. Giảm sóc đằng sau thì mình nâng cấp lên thành hệ thống treo, và giảm sóc đằng trước thì nâng cấp lên thành hệ thống hai bộ càng chữ A. Bánh xe thì vẫn thế, phụ kiện phanh thì vẫn thế. Giá của bộ này thì mình nhắc lại lần nữa là bộ này giá là 11.200.000 đồng. Có thể giảm theo từng thời điểm hay tăng theo từng thời điểm, thì các bạn cứ lấy đây là cái giá tham khảo. Còn tăng hay giảm gì thì các bạn có thể hỏi khi đặt hàng, nhưng cơ bản thì nó cũng ít khi thay đổi, có thể giảm dần theo thời gian thôi, khi tăng dần thì cũng ít. Bên mình bán thì giá thường là sẽ giảm dần theo thời gian thôi. Cái này cũng có một số cái vấn đề gì đó thì chia sẻ với các bạn như vậy. Còn những cái mẫu khung sườn như thế này thì các bạn nên tham khảo, hoặc là mình sẽ gửi cho các bạn thêm một số cái mẫu hình ảnh để các bạn xem và làm theo. Chứ thực tế anh em chế xe thì cũng có đâu phải là kỹ sư hay là nhà khoa học gì đâu mà có bản vẽ này lọ. Đa số là vừa làm vừa cắt xén là chỉnh lại thôi. Thì một số cái kinh nghiệm như các bạn làm xe thì như theo mình làm xe thì các bạn cứ làm cái khung làm sao cho nó nhỏ nhỏ thôi. Thì khi nào mà mình làm xong rồi thì những cái hạng mục nào nó yếu thì mình gia cường nó lên thì là nó đẹp nhất. Chứ các bạn bập phát các bạn làm toàn khung to không thì đến lúc các bạn xẻo đi thì không xẻo được, mà làm lại thì mất công. Mà để nguyên thì nó lặng, nó khủng khiếp quá, nó không hợp lý. Thì đấy là những cái chia sẻ của mình như thế. Với những cái bộ khung gầm thì theo mình nên là làm những cái hộp như 4x4 thôi. Đấy, thì loại ly tư đối với những cái bạn mà hàn nó không được chuẩn thì nên mua ly tư thì nó dễ hàn. Cũng không nhất thiết là phải sắt đen hay là chữ Y là hộp làm cái gì cả. Xe mình cũng đâu có phải là xe tăng đâu, thì chỉ là xe chơi thôi. Thì làm sao mà đang đi rụng ra thì chắc là không có đâu. Vì những cái xe kéo hàng như mình làm toàn hộp 27 không chạy ầm ầm hay có hỏng bao giờ đâu. Thì xe của mình cũng vậy thôi, làm hộp 4x4 là cũng khủng khiếp rồi, mà cũng chỉ làm những cái đấy ở phần dưới sàn thôi. Chứ còn ra ngoài thì chỉ lấy 2x2 loại ly mốt với này, những cái hộp 14x14 loại nhỏ để làm cho nó dễ thôi. Thì các bạn làm những cái hộp kẽm cũng được thì cho nó đẹp. Đấy, thì sau này mình chưa sơn ngay thì nó cũng đẹp, chứ mình làm bằng sắt ấy thì sau này khi các bạn làm xe xong nó mất 1-2 tháng sau thì lúc đấy là nó rỉ hết rồi. Đánh bóng lại để sơn lại rất là mất thời gian. Thì tốt nhất là các bạn làm hộp kẽm là được rồi. Mình xe chơi thì cũng không yêu cầu cao lắm. Còn các bạn làm sắt thì các bạn phải sơn tĩnh điện thì nó mới bền. Chứ nếu làm sắt mà các bạn không có đánh rỉ riết thì sơn lên thì nó cũng nhanh xấu. Nói chung là như thế. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình và theo dõi video. Các bạn thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo và
chia sẻ những cái video này cho những cái bạn đã có quan tâm cùng xem. Giá thì mình nhắc lại lần nữa, bộ này là 11.500 nhé. Đó. Phụ kiện là đầy đủ. Bên mình thì giá thì cũng có thể rẻ hơn, có thể đắt hơn những chỗ khác đấy, nhưng mà những cái phụ kiện thì lúc nào cũng rất là chuẩn chỉ, ốc ác rất là đầy đủ. Đấy, ví dụ như bộ càng chữ A hay là phụ kiện của nó đi theo đầy đủ luôn. Hay là những cái u của giảm sóc, giảm siếc này đều có hết. Đấy, u của hệ thống treo nó chiếc này là đều có. Ốc của những cái vành nhôm này thì nó là ốc côn. Đấy, chứ nó không phải là ốc thường. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.